Mới đây tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế thương mại quốc tế ông Trần Quốc Khánh và bà Meira Alen Sara, đại sứ Israel tại Hà Nội đã đồng chủ trì lễ khai mạc phiên đàm phán thứ nhất Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa Việt Nam và Israel. Đây là hoạt động kỷ niệm 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Israel. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh và bà Meira Alen Sara khẳng định đây là sự kiện quan trọng trong hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, là dấu mốc đầu tiên của quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương. Hai bên sẽ đàm phán một Hiệp định Thương mại Tự do phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, có tính đến sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa hai nước. Phạm vi của Hiệp định bao gồm các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư và một số vấn đề khác mà hai bên cùng quan tâm. Hai bên bày tỏ tin tưởng Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam và Israel sẽ đóng vai trò quan trọng vào phát triển kinh tế thương mại công nghiệp đầu tư giữa hai nước. Sau 23 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Israel đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau trong lĩnh vực thương mại. Israel là một trong những đối tác lớn của Việt Nam với kim ngạch thương mại song phương tăng gấp 5 lần trong 5 năm, từ 375 triệu đô la Mỹ năm 2011 lên gần 1,7 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015. Ngoài ra, việc hợp tác trong các lĩnh vực như là đầu tư, tài chính, dịch vụ, khoa học công nghệ, lao động cũng đang có nhiều triển vọng phát triển.